Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình Phúc Hai Kể đây. Sáng nay mới cập nhật một cái nhiệm vụ mới các bạn. Nó nằm trong cái mục là điêu khắc khó khăn nha anh em. Với tiêu đề là tượng gỗ bán cháy hàng. Thì mình thấy cái nhiệm vụ này nó khá là ngon ăn luôn anh em. Tại vì mình chỉ cần nói chuyện với NPC một tí là mình có 60 nguyên thạch liền rồi. Rất là tốt rồi các bạn nào mà đang thiếu nguyên thạch ha. Thì đầu tiên là mình dịch chuyển về cái thành ở đây nè các bạn. Rồi từ cái vị trí này á các bạn bay xuống. Nó có cái đường đi cho các bạn nè. Mình bay xuống nha. Cái nào mình dưới đây nè anh em. Thì mình lại mình nói chuyện với lại NPC một tí là mình có 60 nguyên thạch liền các bạn. Ok, khi mà nói chuyện xong thì mình được 60 nguyên thạch nha các bạn. Rất là dễ ăn ha. Và đồng thời nó cũng hoàn thành luôn cái nhiệm vụ là điêu khắc khó khăn nha các bạn. Đó, đã hoàn thành nè các bạn ha. Ok, bây giờ mình đến với cái phần dạo khắp rừng sâu. Cái ngày thứ 3 của cái phần chụp nhanh này á thì nó sẽ kêu mình chụp hành vi của động vật. Chụp thú hàng xù xì nè, chụp cá sấu gai, chụp hổ lông dài là ba con động vật ở bên Sumeru ha. Do ở cái con thú hàng xù xì này á thì mình quen với ở bên đây hơn. Thì mình dịch chuyển qua thắt thiên thần tượng nghe cái chỗ mà mới đầu mà mình qua á. Sau đó là mình có thể mình đi thẳng thì cũng có, nhưng mình quay đầu lại thì cũng có. Thì con thú hàng sushi này thì nó cũng rất là nhiều các bạn. Nó ở trước mặt mình nè các bạn ơi. Thì bây giờ là có một con đang ngủ kìa anh em. Thì mình vô mình lấy cái máy ảnh ra mình chụp nó thôi các bạn. Thì ở cái con này á, khi mà khi các bạn lại các bạn thấy nó ngủ thì các bạn chụp nó ngủ ha. Còn các bạn thấy nó đang ăn thì các bạn chụp nó đang ăn. Và khi mà các bạn chụp nó ngủ xong á thì bạn lấy cung các bạn bắn nó. Các bạn lấy cung hay là các bạn làm gì cũng được hết. Cái con đang chạy này thì nó không có liên quan ha. Bạn lại khều nó cho nó tấn công các bạn cũng được. Nhưng mà khuyến cáo là anh em xài những con tầm xa. Tại vì mà khi mà các bạn xài những con đánh bằng tay á thì giống như là các bạn không thể chụp được nó. Tại vì nó lại gần mình quá gần. Mình không thể chụp được nó. Vậy là mình chụp được hai cái trạng thái của nó rồi ha. Cái xong bây giờ cái đám này nó chạy mất tiêu rồi các bạn, cho nên là mình dịch chuyển qua bên cái gừng ha. Thì đầu tiên các bạn dịch chuyển qua bên gừng Airbam này cũng được, mà tại vì hồi nãy á mình quen với bên kia hơn cho nên là mình dịch chuyển qua bên kia. Cái xong cái mình bắn cái nó đi mất tiêu luôn các bạn. Vậy thì bây giờ là mình chỉ còn cái hành vi mà chụp cái lúc mà nó đang ăn đó là ok. Tại nãy mình chụp nó lúc ngủ với lại lúc tấn công rồi ha. Rồi lúc đang ăn nè thì có một mẹo cho các bạn, là các bạn có thể chỉnh giờ. Các bạn chỉnh giờ giống như mình cũng được. Tại vì mình chờ mình thấy nó lâu quá mà không có con nào ăn hết, cho nên là mình chỉnh giờ ha. Mình không biết là có đúng hay không, nhưng mà có thể là mình chỉnh ngay cái giờ của nó ăn không chừng. Tại vì cái con này, và lưu ý nữa nè các bạn, khi mà nó ăn á các bạn để ý nha. Tại vì khi mà nó ăn các bạn nhìn nó lạ lắm. Các bạn, mình nghĩ là nó cầm cái trái táo lúc cạp, nhưng mà không các bạn, nó ăn mình nhìn cũng như là không có gì hết. Đây nè các bạn, chuẩn bị có một con ăn nè. Đó, ôi, các bạn thấy không, nó ăn nhưng mà mình nhìn nó giống như là nó đang dậm đất vậy đó. Rồi ok, được ba cái hành vi của con thú xù xì này ha. Ok, bây giờ mình đến với con cá sấu. Thì con cá sấu này cũng từ cái địa điểm ấy luôn các bạn, đi thẳng lên đó. Các bạn thấy cái đầm lầy này thì hôm bữa mình có làm cái nhiệm vụ, mình có gặp cái con cá sấu này rồi các bạn. Và đặc biệt là những cái chỗ khác thì nó cũng có. Và đặc biệt là những cái con cá sấu mình thấy nó hùng hổ vậy thôi, nhưng nó yếu xìu các bạn, rất là yếu luôn. Ok, bây giờ là mình nhảy xuống dưới nha. Các bạn nhớ là đứng từ xa quan sát thôi nha. Nào mà thấy nó nói chung là có những cái nè, như là con này là nó đang ngủ nè. Đó, nó đang nằm trên bờ là gọi là nghỉ ngơi. Rồi một hành vi ha. Còn nói chung là bây giờ là mình còn chờ nó hả miệng dưới nước. Các bạn có thể đứng chờ một lát, tại đây nó có nhiều con mà. Nhưng mà các bạn chú ý nha, là những con nào nó đang dưới nước thôi nha. Những con nào trên bờ mà hả miệng cũng không được đâu nha. Thì mình đang lay quay cái mình quay lại cái con nãy, cái mình thấy nó hả miệng các bạn.
mình tính vô mình chỉnh giờ đó, nhưng mà mình thấy nó hả miệng các bạn. Các bạn nhớ quan sát nha, nó nói với nước mà nó hả miệng như là ok. Bây giờ mình lại cái hành vi thứ ba của con cá sấu, nó rất là khó. Cái này nó hơi khó là các bạn, tôi nghĩ là anh em nên đi lại hồ nước, các bạn bơi luôn đi rồi các bạn chụp nó mới dễ. Chứ các bạn có thể các bạn làm như gì nữa không? Nó không có tấn công, nó lại cái nó lặn đi, nó lại cái nó lặn đi, rất là khó. Thì cho nên là mình quyết định là mình lại gần nó, mình đứng luôn. Tôi quyết định làm cục nhân luôn anh em, tôi vô giữa tôi đứng luôn đó. Khó khăn lắm mới chụp được các bạn, tại vì nó không có tấn công mình liền, mà nó phải lại một vòng rồi nó mới quan sát, rồi nó mới nhào, nó bất ngờ các bạn. Nhưng mà cái này thì dành cho những bạn mà yếu tim thì tôi nghĩ là chơi không được đâu. Ok, bây giờ thì tiếp theo mình chụp hổ lông dài nha, ngồi rửa mặt, đùa giỡn với chiếc đuôi và tấn công. Thì mình dịch chuyển qua bên đây nha các bạn. Thì bên đây là nó có hơi bị nhiều hổ luôn á, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn dịch chuyển qua đây là ok. Đây nè, có một con nó đang rửa mặt nè. Thì tôi nghĩ là rửa mặt là phải có nước. Nhưng mà không các bạn, nó chỉ đưa cái tay lên mặt nó quẹt quẹt thôi là ok. Một con đang rửa mặt nha. Bây giờ là mình chụp thêm một con mà đang đùa giỡn với chiếc đuôi nữa. Thì mình chờ khoảng tầm 15 giây thôi là có rồi các bạn. Nhưng mà mình thấy là ở bên đây anh em chụp hổ nó dễ nha. Tại vì các bạn có vị trí các bạn đứng, các bạn quan sát, còn có nhiều chỗ á. Mình nói chung là mình khó tiếp cận với nó lắm. Rồi bây giờ là mình kiếm một con mình canh thôi. Thấy cái con nào mà nó đang đùa giỡn với chiếc đuôi là nó đó. Đây nè các bạn, cái con này là đang rửa mặt nè. Nó quẹt quẹt tay vô mặt rồi đang rửa mặt ha. Còn cái con mà ở dưới đây là cái con mà chuẩn bị đùa giỡn cái đuôi nè. Đây thôi. Thấy không? Nó như vậy là đang đùa giỡn chiếc đuôi nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ xuống mình chọc ngứa cho nó tấn công mình. Những cái lúc mà nó hoảng như vậy là không có được tính đâu nha các bạn, mà các bạn phải đi trực tiếp xuống dưới luôn. Cái khúc này là chụp là bao đẹp luôn anh em. Đây nè. Đó đó đó, khúc mà nó nhào lại chụp bao đẹp luôn. Ok, vậy là bây giờ là mình hoàn thành rồi nha các bạn. Ok, chúc tất cả các bạn thành công nha. Và đừng quên là cho mình xem lượt, đăng ký kênh nha. Và một like nữa. Lúc nào cái kênh mình cũng sẽ ra những cái video hướng dẫn những cái sự kiện, những cái nhiệm vụ nhanh nhất cho các bạn. Cảm ơn anh em.